đúng không? Mọi người muốn bán hàng cho mấy cá nhân thì một là mọi người phải xem lại cái ảnh bìa, cái ảnh đại diện, thông tin và bài vở phải cập nhật thường xuyên liên tục. Đấy. Và bài vở có thể là dạng bài viết, có thể dạng hình ảnh, có thể dạng video, có thể dạng đường link và có thể dạng livestream. Tối nay tôi dạy các bạn nhưng mà tối mai tôi có thể ngồi tôi livestream trên Facebook để tôi tăng tương tác. Và đăng bài lên trên Facebook cá nhân hoặc page làm nào để tăng tương tác? Mọi người có quan tâm đến điều này không? Chắc đây là mọi người tương tác nhiều, quan tâm đến nhiều nhất. Đúng không? Đăng bài làm thế nào để tăng được tương tác? Đấy. Thứ nhất là các bạn phải hiểu nguyên lý của Facebook là nguyên lý tương tác lẫn nhau. Thế nào gọi là tương tác lẫn nhau? Bây giờ nha. Anh Hiệp muốn nhìn thấy Facebook của tôi và ngược lại tôi muốn nhìn thấy anh Hiệp thì chúng ta phải tương tác với nhau. Vậy trong trường hợp này anh Hiệp là người bán hàng và anh Hiệp nghĩ rằng à thầy Phan Anh là một người có thu nhập tốt, mình phải kết bạn với thầy, biết đâu vài năm nữa thầy trở thành tỷ phú, thầy sẽ mua cho mình dăm lô bất động sản. Ok. Thế nhưng bây giờ kết bạn mà thấy 30.000, 50.000 theo dõi làm sao mà thấy được bài của anh? Muốn thấy bài của anh Hiệp thì việc đầu tiên là tôi phải vào Facebook của anh tương tác. Nha, người bán hàng là muốn khách nhìn thấy mình thì phải làm thế nào để khách vào Facebook của mình tương tác? Đấy là nghệ thuật. Cho nên trong cái việc bán hàng mà hiện nay tôi đang đào tạo cho các người bán hàng online, tất cả những người bán hàng online giống như các anh chị thì tôi đều khuyên là gì? Phải đi comment dặm. Tức là trong một cái khung giờ, ví dụ sáng 8 giờ mình đến chưa có việc, mình dành ra 30 phút đi comment dạo. Đi comment dạo để làm gì? Không phải là ui bấm like đâu, không phải, sai bét nhé. Tại vì nhớ là nguyên tắc của Facebook là nguyên tắc tương tác hai chiều. Tôi muốn nhìn thấy anh Sinh thì anh Sinh phải tương tác với tôi. Tôi anh Sinh muốn nhìn thấy tôi thì tôi phải tương tác với anh Sinh. Thằng Facebook nó bắt chúng ta như vậy. Và chúng ta càng tương tác đều với nhau thì cứ lần sau anh Sinh đăng cái gì phát là tôi nhìn thấy. Mà anh là người bán hàng cho nên anh phải tìm cách để tôi nhìn thấy. Hiểu không? Đi comment dạo là làm gì? Vào Facebook của thầy Phan Anh. Thấy thầy Phan Anh đăng một câu chuyện, comment trả lời, tranh cãi với thầy ấy, lịch sự. Theo tôi ý của thầy vừa nói chưa đúng. Theo tôi ý nó phải thế này thế này thế này cơ. Đấy. Thế ông Phan Anh điên quá mà thấy là thằng này nó vào nó nói liên thiên, ông phải dép lại tiếp. À thế ăn đòn rồi. Hôm sau là mình đăng một phát là ông nhìn thấy bài của mình luôn. Mọi người phải tương tác làm sao để cho người ta phải tương tác hai chiều và tốt nhất là phải là comment inbox. Đấy là hai cái tương tác mà Facebook nó tính là trong thuật toán của nó là cao nhất. Vậy thì làm thế nào? Đấy, tương tự như thế nhá. Các anh chị tương tự. Các anh chị muốn ai nhìn thấy mình? Các anh chị muốn ai nhìn thấy mình? Thì phải để người đó tương tác trên Facebook của mình thường xuyên. Cho nên ấy, trong kỹ thuật về trăm page, trăm Facebook bây giờ là gì? Bấm like dạo, xong đó gặp khách hàng mục tiêu, comment, comment, comment. Nhưng không được comment dạo thông thường mà phải suy nghĩ, dùng trí não để suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì, để comment cái gì mà để nó thấy hay, thấy ấn tượng và thấy phải tương tác. Nha, kinh nghiệm của tôi này, kinh nghiệm của tôi này. Cứ đứa nào mà nó đặt câu hỏi là thầy ơi
chạy quảng cáo như thế nào cho hiệu quả ấy, mà tôi vào tôi trả lời thì y rằng là đứa đấy không bao giờ là khách hàng. Mà tất cả những đứa mà nó đang đọc cái comment của tôi quanh đó thì đấy mới là khách hàng. Cho nên ấy, khi mình comment trên một tường của một người khác, không nhất thiết người đó phải mua hàng của mình, nhưng bạn bè và những người của người đó nó sẽ nhìn thấy rất nhiều. Và hãy trả lời những cái câu hỏi, trả lời thật kỹ, thật sâu để người ta thấy đẳng cấp của mình. Và khi thấy đẳng cấp của mình thì người ta sẽ mua hàng. Đó, các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Thầy ơi, cho em hỏi tí thôi. Ừ, cứ hỏi đi. À, tại hiện tại em cũng đang chạy về một số mảng kiểu tương tác tự động rồi. Thì ừ. em có để tự động tin nhắn khi mà người ta đăng bài lên thì hiểu. Em cứ để là chung chung là tương tác tự động hay là tương tác qua lại, thì trong cái hình thức đấy thì em nghĩ là kiểu người ta không cần quan tâm hay là không chú ý đến bài viết của mình, nên là khi mà đang tương tác thì người ta cũng không không xem vào cái trang cá nhân của mình có đúng không, đúng là như thế, hay là em đăng bài viết lên em cũng có chạy cả like nữa thì đa số là thật là lái ảo, nhưng mà lái thật ít lắm. Cá nhân mình thì mình thấy là cái việc mà đi lay dạo ấy, mà dùng 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 tool ấy, Mà cái đúng comment ấy, những cái câu nó vào nó chào rất là vô nghĩa, và cái người dùng ấy người ta cảm thấy rất là khó chịu. Không biết là mọi người có đồng ý với tôi không? Đứa nào mà vào 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 tường nhà tôi mà comment những cái câu tự động nên tôi xóa và block ngay lập tức. Do tool tự động thế, ai mình tương tác qua lại thế nó ai mình đã bình luận liên tục thì nó cứ ra bài viết là nó chạy bên mày đấy. Anh hiểu, anh có không, anh có tool đến nên anh biết, nhưng mà ý anh nói là cái công cụ đấy nó không hiệu quả bởi vì cái lý do như mình vừa phân tích ấy. Vâng. Thì hãy cố gắng là dành thời gian ra. Còn nếu mà các anh chị mà là sếp doanh nghiệp lớn thì có thể xây cái nick Facebook đấy và cho nhân viên ngồi chăm, nick của mình nhân viên ngồi chăm, đăng bài đi tương tác, dùng não để suy nghĩ. Người ta đăng cái hình nắng quá cháy hết cả người rồi vào ha ha xin gì hãy tương tác thì thế nọ thế kia thì người ta rất là ghét. Thì Vinh nghe chia sẻ nha, nắng như thế này em ra ngoài đường trời nắng là nhiệt rất cao và tia UV rất là nhiều đúng không ạ, vậy thì em nên kem bôi chống nắng là loại có SPF bao nhiêu đấy, phải bôi thật là dày, 2 tiếng phải thay một lần, 2 tiếng phải bôi một lần, và trước khi bôi lại thì phải vệ sinh thế này vệ sinh thế kia đấy, phải uống nhiều nước, nước gì uống như thế nào, dùng áo chống nắng loại gì vân vân. Thế thì tự dưng người ta thấy mình rất là ok, và những người khác đọc thấy mình rất là ok, người ta mới quay ra Facebook của mình, người ta soi, người ta xem, thì người ta thấy mình cũng rất là giỏi giang, xinh đẹp, giàu có, bán hàng online ok, người ta theo dõi và thế là dần dần người ta sẽ trở thành khách hàng. Nhưng mà cái phương pháp mà tự động đấy không ăn thua. Đấy, tiếp tục là chúng ta phải thường xuyên đăng nội dung để thu hút khách hàng. Bằng nội dung thu hút khách hàng là nội dung gì? Bây giờ một ông kiến trúc sư xây dựng thì chỉ có viết về xây dựng thôi thì rõ ràng là nó không thể thu hút được, đúng không? Đấy, rồi thì một người mà làm mỹ phẩm thì suốt ngày chỉ nói về mỹ phẩm thôi. Một ông làm bất động sản thì suốt ngày chỉ có là dự án này, dự án kia. Thế thì cố gắng mình phải mix, tức là mình hòa trộn các cái nội dung bán hàng với các cái nội dung chia sẻ thường nhật cuộc sống, công việc và những cái nội dung mà có khả năng là tạo giá trị cho khách hàng. Giống như là những cái bài bình luận, giống như là những cái bài mà tạo những cái bí quyết hay là những cái kinh nghiệm về cuộc sống, về cái nghề nghiệp mình đang làm, thì mình dần dần mình sẽ nổi tiếng trong giới. Mọi người sẽ nhớ cái câu này nhé, trong cái thời đại mạng xã hội như này, càng chia sẻ nhiều thì mọi người càng thành công.
Tức là người ta thể hiện là người ta càng biết nhiều. Tiếng Anh thế thôi, nếu mà tiếng Anh mà người ta cần đi học ấy, thì người ta cứ ai chia sẻ nhiều kênh YouTube càng mạnh, Facebook fanpage. Dung làm cái bảng tiếng Anh này, Dung biết cái thằng IELTS Hoàng Bách đúng không? Biết thằng đấy không? Có ạ. Nên mọi người biết theo cách như thế, nó chỉ hướng dẫn là ngày nào nó cũng viết bài hướng dẫn mọi người 6 chấm để như nào, 7 chấm để như nào. Thậm chí group của nó cả 100.000 thành viên, page của nó cả 100.000 like. Thế thôi, cứ hết dịch cái là nó đóng, ngày mai thầy mở lớp phát là đóng một lớp cả 100 cháu học ngay. Rất ngon lành. Thế còn ai tự học được thì cứ xin mời tải tài liệu về mà tự học, nó cũng có tiếc đâu. Thời đại bây giờ nó là như vậy, càng chia sẻ nhiều càng kiếm được tiền. Đừng có bo bo giữ, đừng đừng nghĩ rằng là mình xây dựng mình có bí quyết này hay là mình bất động sản mình có bí quyết kia. Vấn đề là ai nổi tiếng hơn ai, ai nhiều người theo dõi hơn ai. Đấy, họ thích như thế nào. Lựa chọn các khung giờ vàng để đăng nha. Đăng vào những cái giờ đấy thì lượt xem nó sẽ nhiều lên. Sáng 6 đến 8 giờ, trưa 12 đến 13 giờ, chiều 14 đến 16 giờ và tối, đặc biệt là từ tối từ 21 đến 23 giờ là phải đăng. Cái giờ đấy là view nó cao nhất. Sử dụng Insight để xem khách hàng là ai và để mình có thể viết chiều chuộng khách hàng, và khi mình viết mình đăng bài thì mình phải có cá tính và có phong cách. Đấy. Nha, không đăng những cái nội dung mà nó bị mất tương tác. Và khi đăng bài lên ấy, thì chúng ta phải đăng những bài viết dạng hình ảnh hoặc dạng video hoặc dạng đường link có bản quyền, không nên ăn cắp của người khác. Bây giờ nó cái tính bản quyền của Facebook và YouTube nó rất là cao, nó sẽ report nhiều đó. Hãy đăng bài thường xuyên liên tục và có lịch trình. Như thầy Phan Anh hiện nay là bận quá không đăng được bài liên tục, không đăng được bài đúng, thế là chẳng thấy là ngày nào thầy thì thầy đăng, ngày nào thì thầy không đăng, nên là cũng rất là dở. Nếu mà cứ đúng 9 giờ sáng có bài, cứ đúng 9 giờ sáng có bài đều như vắt chanh thì người ta sẽ dình, người ta đợi, người ta đọc. Còn hiện nay thầy Phan Anh cứ lên voi xuống chó này, không ăn thua nha, không ăn thua. Và khi viết bài ấy, thì viết vào group nhiều, các group có lượng member rất lớn và traffic đến từ group rất cao. Hãy chia sẻ những bài viết trong các hội nhóm mà có khách hàng mục tiêu, có khách hàng mục tiêu. Ví dụ như nói vui gọi là bán phụ kiện bếp thì phải vào hội yêu bếp, bán phụ kiện ngành hoa thì vào hội yêu hoa, bán thời trang thì vào hội yêu thời trang, kiểu như vậy. Vào thẳng marketplace mà đăng, đăng rất là mạnh cho tôi. Muốn muốn đăng bài mà trên tường Facebook ấy, mà tránh rơi vào marketplace thì bằng cách nào, ai biết không? Muốn đăng bài trên tường Facebook mà tránh marketplace là bằng cách nào, có ai biết không? Không ai biết à? Thầy ơi, có phải là một là những cái nội dung mà không có từ bán, từ mua liên hệ, hoặc là những cái hashtag về sản phẩm sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần, hoặc là muốn đăng mà để không vào ba fixlet thì bọn em hay thả thính cho đỡ. À, tính như nào? Ví dụ bọn em hay làm cái dòng status gì đó mà nó, một là mình không copy người khác này, thứ hai là nó có những nội dung nó mang tính tương tác hoặc hài hước vui vẻ. Một trong những cái cách đơn giản nhất đấy là mọi người làm video, thì cái khả năng đọc video của Facebook nó rất là kém. Ảnh nó đọc rất là tốt, bài nó đọc rất là tốt, nên là bán hàng có thể làm video đăng lên nó chịu chết, nó không
không không không không không không biết được nhiều. Nhưng mà làm video thì cái dòng status lúc mình đăng lên để mình có thể đóng mở hoặc cái phần video đấy thì mình nó có đóng không ạ? Ví dụ mình nói là liên hệ hoặc mua hoặc bán cái gì đó trong giờ status đấy nó có bị đưa vào marketplace không ạ? Mình nói liên hệ mua bán trong video luôn. Vâng. Hay quá. Anh cảm ơn. Thằng Facebook ấy là cái thằng mà nó bắt từ khóa này cộng với lại nó xem ảnh, cái công nghệ đọc ảnh của Facebook rất là mạnh. Bằng chứng là chúng ta up một cái hình 30 người chụp trong bức ảnh đấy mà nó nhận ra đủ cả 30 người luôn. Đúng không? Bé tí bé tẹo nó nhận ra được hết. Nhưng mà video nó chịu chết. Một cái mẹo, đấy là mẹo nhỏ thôi. Thực ra là mình nên đăng cả ở trong marketplace và ở trên tường đó. Bởi vì marketplace là đăng trực tiếp luôn, là đơn rất là ok, có đơn. Và một trong những cái chỗ mà mình có thể thường xuyên đăng nữa đấy là mọi người có thể sử dụng mẹo này này. Có cái gì bán thay thẳng vào avatar với ảnh bìa đó thôi. Phải lấy lại đi ạ. Muốn bán cái gì thay thẳng vào avatar với ảnh bìa đó thôi. Hay ạ. Thay ấy, thay thẳng vào ảnh bìa ấy. Ảnh cover ấy ạ. Đúng rồi. Thế thì nó chịu chết, nó không thể ẩn cái đấy được. Đúng không? Đưa đưa thẳng lên ảnh Vâng. bìa đi. Hãy biến những nội dung bán hàng thành những nội dung xem hàng, chào hàng một cách khéo léo. Đúng không? Mình đăng cái ảnh này lên thì chả biết là bán cái gì. Chứ bây giờ mà đăng cái mỹ phẩm lên cái thì nó cho vào marketplace ngay. Có thể sử dụng ảnh 3D ấy. Ảnh 3D thì không biết là nó có bị rơi vào marketplace không, nhưng mà theo tôi thấy là ảnh 3D hiện nay là nó đang rất là ưu tiên ấy. Những cái mẹo như thế phải sử dụng ngay. Các công cụ thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải các cái nội dung thì chúng ta phải tối ưu cho mobile nhé, luôn luôn phải tối ưu cho mobile. Bởi vì nhớ rằng là 90 hơn 90% lượng truy cập vào Facebook bây giờ đến từ mobile. Đấy. Thì vì vậy hình ảnh chúng ta nên làm ảnh dọc, video chúng ta nên làm video dọc. Và video thì nên có phụ đề. Bởi vì sao 85% người xem video trong môi trường không có tiếng. Đấy, nên bắn phụ đề. Thế nào gọi là xem phụ đề? Ví dụ như nó vào nhà vệ sinh, nó vẫn muốn xem cái video đấy. Đấy, thì phải có chữ chạy, hay là tối 11 giờ đêm là vợ ôm một cái điện thoại, chồng ôm một cái điện thoại, quay lưng vào nhau. Thế là không ai phiền đến ai, mỗi người đều sống trong thế giới của mình. Đúng không? Thì phải có phụ đề nó mới xem, lúc đấy nó mới xem chị Phượng Tokyo chứ. Em hỏi một chút ạ. Em bán về nội tiết tố nữ ấy, nó giúp cho người phụ nữ rất là thăng hoa, ướt át, mềm mại và ngực to. Thế thì em xin giấy phép Bộ Y tế xong hết và hình ảnh quảng cáo. Bây giờ em chưa dám đưa nó lên nhiều để chạy quảng cáo ạ. Chính xác là em chưa. Thì em hỏi là cái đấy nó có bị vi phạm không ạ? Bởi vì nó là nội tiết tố nữ. Có Nội sản phẩm đấy chạy tiết Facebook là cực kỳ khó, gần như sẽ không chạy được và chết tài khoản liên tục. Tại vì cái nhưng mà đấy mình mình có thể lách luật bằng cách nào ạ? Ví dụ như là nó cũng có tác dụng là giúp cho làm mờ thâm sạm nám này, nó giúp cho tóc khỏe này, mọc đẹp này, và bản thân em trải nghiệm em thấy mình nhưng trẻ mà ra thì mình có content thể đấy, nếu mà content đấy thì nó lại không chốt được đơn. em nghĩ là mình vẫn có, đấy là ý của em hỏi thầy nhá. Bởi vì là mình có thể là nói là những chị em bị nám chú ý, hoặc những chị em mà đang điện nước chưa đầy đủ chú ý chẳng hạn. Không, điện nước chưa đầy đủ nó vẫn bắt chết ngay, nó chỉ em chỉ thoát được 3 ngày 5 ngày thôi. Bởi vì như Tức là bây này, giờ cái sản phẩm bởi nhá, bây vì giờ em khó quá nha, biết làm cách nào thầy. đúng rồi, cái sản phẩm đấy khó là đúng rồi. Sản phẩm đấy ấy, nếu mà chạy quảng cáo ấy thì một là phải, nói chung là chạy Facebook là tương đối khoai thì chọn kênh khác thì có rất nhiều.
TikTok có thể chạy được, Zalo, YouTube có thể chạy được. Tất nhiên là những kênh mà tôi vừa giới thiệu thì có thể chuyển đổi nó không tốt bằng nha. Nhưng xét về kênh thì không có vấn đề gì. Đấy. Thế có cái giải pháp nào không ạ? Ví dụ có thể nói kiểu khác đi, nó cũng là cả công dụng điều trị nám rồi ạ. Hiểu estrogen nữ gì Vâng, nhà em bán cái đấy mạnh lắm thầy ạ. Đấy em uống được đẹp như em rồi đấy. hiểu hiểu Trẻ hiểu mà. hiểu không, cái một trong những cái tính năng mà chị chưa hề quảng cáo của cái sản phẩm đấy mà chị có khi chị không biết, thì tôi sẽ cho chị cái tính năng đấy luôn, đấy là kéo dài cái tuổi kinh của phụ nữ ấy. Phụ nữ muốn trẻ đẹp lâu thì phải kéo dài tuổi Vâng. kinh, hầu như mọi người không để ý đến việc đấy, mọi người chỉ chú ý là trẻ đẹp lúc này chị, hầu như chị chỉ bán cái trẻ đẹp lúc này. Nhưng mà một người phụ nữ mà tắt kinh lúc 50 tuổi với một người phụ nữ tắt kinh lúc 65 tuổi là khác nhau cực kỳ nhiều. Cái người phụ nữ mà 65 tuổi mới tắt kinh, người ta còn 15 năm nữa rất trẻ đẹp. Vâng. Và cái nội tiết tố đấy nó giúp là cái thời kỳ đấy là nó được kéo dài. Đấy. Nhưng mà chắc chắn rằng là chạy Facebook là rất khó. Chạy Facebook thì chị chỉ chạy thương hiệu. Chạy thương hiệu là thế nào? Ví dụ Vâng. chị lập tên một cái fanpage như vậy, xong chị chạy tăng like cái page đấy, chấm hết. Chạy tăng like xong chị ngồi chị bóc like ra chị kết bạn. Còn Yeah. quảng cáo kiểu gì cũng không vã được đâu. Ngày xưa tôi chạy 6 7 năm trước tôi chạy tăng cường sinh lý nam, tăng cường sinh lý nữ nhiều lắm rồi. Ngày đấy là đã chết chết khủng khiếp rồi, còn bây giờ nó không chết nổi, bây giờ mấy ông chạy bất động sản còn chết tài khoản, chứ đừng nói là mấy bà chạy estrogen. Không chạy được. Thế thì em phải lái ra việc. Vâng, em cảm ơn thầy. Kênh khác thì còn Zalo, TikTok, Google thì còn nguyên, vẫn chạy được, nhưng mà chuyển đổi thì không nói trước. Đấy, con đấy mà cứ có giấy phép, rồi có chứng nhận, rồi có đánh giá lâm sàng nếu có, ví dụ thế, hoặc là làm content thật chất nên chạy. Và đặc biệt là ngồi ngồi thay vì ngồi đổ tiền quảng cáo, bây giờ đổ tiền một tháng chạy 100 triệu, ví dụ thế, thì bây giờ ném 100 triệu đấy ra làm content. Nuôi đội quân làm content. Nó tìm nám ra mình, nó tìm rụng tóc ra mình, nó tìm trẻ hóa ra mình là có tiền. Cái gì tìm ra mình có tiền hết. Vâng, em cảm ơn. Nên chạy không chạy được. Ngày xưa mình chạy chạy cái tăng vòng 1, chạy quảng cáo nha, mình lách đến mức, tức là Facebook thì nó không thể hiểu được cái kiểu ẩn dụ của người Việt, nhưng mà nó rất là thông minh, bởi vì này đấy là cái bài quảng cáo đó. Còn tin nhắn khi mà khách nó vào nó hỏi thì chị Phượng chả phải tư vấn huỵch tẹt với nó, đúng không? Bài quảng cáo thì có thể không nói gì, nhà em đang hết điện hết nước, bây giờ em cần có điện nước vân vân, ok. Facebook nó chắc nhiều lắm, bọn này bán thì chắc là đang nghĩ là đang bán điện nước thật đâu, cơ khí thật. Thế nhưng mà cái phần mà chị nhắn tin ấy trong Messenger ấy, thì chị nhắn tin là nó đọc hết, chị gửi ảnh nó đọc hết, ăn đòn ngay rồi, nó siêu lắm, không qua mặt được nó đâu. Vâng. Tốt nhất là gì, cứ vào hội nhóm đấy, xác định khách hàng mục tiêu của sản phẩm đấy là bao nhiêu, ví dụ ngoài 30 hay ngoài 35, thực ra 30 là dùng được rồi. Thật ra tất cả những sản phẩm đấy càng dùng sớm càng tốt. Người Việt mình là cứ đến lúc mà nó khô rồi mới mới xài, tức là nó hỏng bét rồi nó mới xài là không đúng. Vâng. Không yên tâm, thầy Phan Anh rất là hiện đại nhá, bởi vì nói với chị Phượng là thầy uống thực phẩm chức năng phải 7 năm liên tục rồi. Mỗi bữa bữa nào cũng phải 6 7 viên, ngày 2 bữa. Đấy. Đợi đến lúc mà nó hỏng rồi mới bồi bổ ấy, thì không bao giờ lên được nữa. Đấy, đấy là mình rất là hiện đại và mình hiểu cái việc đấy. Thế nhưng khách hàng họ chưa hiểu. Cứ vào hội nhóm, hội nghiện nhà, hội nghiện xe hơi, hội nghiện cái nọ nghiện cái kia, nghiện nhà là nhiều tiền rồi, nghiện xe hơi, nghiện du lịch là nhiều tiền rồi, kiểu gì nó cũng mua cái đấy. Chứ chẳng có đứa nào hội đấy là hội hết điện nước cả. Vâng. Giới thiệu nó rất là nhiều nên là ok. Thực ra những cái sản phẩm thay thế nó cho sản phẩm này rất là nhiều, nhưng vấn đề là
sản phẩm nào có công dụng và có cái hoạt chất cái dược chất nó tốt, còn sản phẩm thì rất nhiều. Hoặc là chị có thể live stream, chị có thể live stream trực tiếp tư vấn, sau đó chị phát live stream và chị chạy quảng cáo live stream, chị có thể lách Facebook như vậy. Nên những cái mẹo mình có thể làm được.